Sau một thời gian theo dõi, vừa qua, Công an huyện Đắk Rông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng thường trú tại thôn Của, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp về thành phố Đông Hà để tiêu thụ. Đây là vụ án ma túy lớn nhất được Công an huyện Đắk Rông phối hợp bắt giữ từ trước đến nay. Qua vụ án này có thể thấy, một trong những chiêu thức mà các đối tượng vận chuyển ma túy thực hiện là sử dụng xe phân khối lớn, không biển số và sẵn sàng lao xe vào lực lượng khi bị vây bắt. Điều này gây không ít khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng công an. Là chúng cũng đang nghiên cứu về cái lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm. Đây là một cái khó khăn chúng ta. Và cái vấn đề nữa thì là chúng là ngoài việc tinh vi, xảo quyệt, chúng trẻ hóa thì là chúng còn là có sử dụng những cái vũ khí sẵn sàng chống trả. Và thứ hai nữa là chúng sử dụng những là cái phương tiện phân khối lớn để sẵn sàng là chạy tốc độ lớn và là để về là dầm là không là, là gây khó khăn cho công tác phát hiện cũng như là đấu tranh của lực lượng chức năng. Theo thống kê của Công an huyện Đắk Rông, chỉ từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã phát hiện 13 vụ, 20 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 45.329 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, 90% đối tượng đang độ tuổi thanh thiếu niên từ 18 đến 30 tuổi và có sử dụng chất kích thích khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy. Em cảm thấy đã hối hận. Đã hối hận khi sử dụng trái phép chất ma túy. Thì em khuyên can bạn trẻ hiện nay là hãy tránh xa ma túy, đừng có tiếp nối theo con đường ma túy. Bây giờ em mong pháp luật của Việt Nam thì em xin giảm nhẹ hình phạt cho em để sớm trở về với địa phương và gia đình. Xác định đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy là một nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, lãnh đạo Công an huyện Đắk Rông đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia. Trong đó, Công an huyện là lực lượng chủ công. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện thắng lợi cái tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy và đảm bảo đạt được cái chỉ tiêu mà Công an tỉnh đã giao cho Công an huyện Đắk Rông, giữ vững cái tình hình là an ninh trật tự ở trên địa bàn và giảm thiểu tối đa cái tội phạm ma túy ở trên địa bàn huyện Đắk Rông. Mặc dù sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đã chặt đứt, bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy, nhưng bên cạnh đó, rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành trong việc tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, để những điểm ở vùng giáp ranh biên giới không trở thành điểm trung chuyển ma túy.